Rồi ok luôn mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ vô quay ạc của bạn Thắng ở một shipper rất là mới nha mọi người. Thì ạc này chủ ạc quyết định quay Maximum Ngôn Tướng này. Ôi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng chắc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà tôi được quay con thằng, được người ta gửi ạc quay thằng như thế này. Ôi, 434 với ngắm sao mọi người. Ôi, thì trước khi quay thì tôi cũng nói với mọi người luôn, tôi và 90% người chơi game AFK này đều quay con thần bảo hiểm. Tôi chưa bao giờ được một lần skip. Đấy, tôi chưa bao giờ được một lần skip. Cái này chủ ạc cũng gọi là tạo cơ hội cho tôi làm content. Thì nếu như mà có bảo hiểm hoặc gần như 100% bảo hiểm thì mấy anh em hãy coi chuyện đó bình thường, đừng có gọi là sỉ vả tôi hay là thứ gì đó, để mấy anh em sau này tôi có cơ hội được quay nữa. Đấy. Rồi ok mọi người, bây giờ tôi sẽ vô tôi quay thôi mọi người. Ôi, vậy lần đầu tiên chơi game mà được quay như thế này luôn. Hy vọng là skip một nổ double một lần hoặc là nổ kim cương. Rồi ok, mình bắt đầu quay thôi mọi người. Rồi hỏi rồi, hỏi rồi. Chú Gạt là hỏi từ trước rồi mấy anh em ơi, chú Gạt hỏi từ trước rồi. Rồi. Ôi sao mà nhấp cái này nó nhanh quá vậy. Hay rồi, bảo hiểm đầu tiên. Con cá mập. Vũ khí là vũ khí của Real nhưng mà chắc tướng là chắc tướng ai chấp mọi người. Ra cầu quay, ra cầu quay xong rồi để tôi tele ra bến cầu. Đây nè, để tôi tele ra, để tôi đứng đây luôn, tôi tele xong tôi nhảy xuống luôn cái chỗ anh Starmagic hay đứng nè. Cái chỗ này anh Starmagic hay đứng đó mọi người. Cái chỗ đó anh Starmagic hay đứng đó. Chỗ sáng sủa rồi, sáng sủa, cái con này ở vùng biển mà kêu con nào sáng sủa nữa mấy anh em. Cái con này ở vùng biển mà đòi ra sáng sủa gì nữa. Rồi ok. Rồi từ từ kìa. Nổ đôi vét 50k nha anh. Ôi chờ cái nổ đôi cô bị coi chờ cái nổ đôi là coi hơi bị khó á. Mày skip sớm là mừng rồi chứ chờ nổ đôi là hơi bị khó nha. Cái nó quay là mình không biết nó nổ hay là cái gì ta. 12 nè, không biết bảo hiểm qua nổ luôn hay không. Má mấy ông chờ nổ đôi má thiệt chứ. Tôi chưa bao giờ mà tôi quay mà kiểu như này luôn á. Nhấp bài nhảy lẻ rồi, ok ok. Rồi, hai con. Anh Ron giúp em lấy lệ sự tự tin đang ơi. Ông em ơi, cái này ai quay cũng xui thôi em ơi. Sáng chủ ạc cũng trước cũng sáng, hồi sáng ông chủ ạc mà gửi cho anh á, ảnh cũng kêu bảo hiểm không à. Anh cũng chuẩn bị tâm lý rồi mấy anh em, mà quay cái này thì ai lọc ai người đó hưởng thôi mấy anh em ơi. Trời ơi, trời ơi má ơi, tôi tưởng đâu lạ nổ đôi tôi giật mình à má thì chứ. Trời ơi, tôi tưởng đâu là nó nổ đôi má nó. Trời ơi, nó nổ giật ra phát kim cương à. Trời ơi, giật ra phát kim cương à. Nó giật, tôi tưởng đâu phát ra kim cương à. Mẹ, tôi đâu nổ đôi không à. Rồi, ba con rồi mọi người. Thằng là quay bao nhiêu con vậy? Thằng là quay bao nhiêu con vậy mấy anh em? Thằng là quay bao nhiêu con vậy? 14 con hả? Trời ơi, má ơi, đủ không vậy? Đủ không vậy? Lại nữa! Trời má, cái gì vậy? Trời lại nữa nè! Trời ơi, má làm phép 99 đi! Thôi bây giờ mà mình không ra, bây giờ mình không ra double, mình làm phép chừng 3 phép 99 đi! Trời ơi, bơm vô được rồi! Mẹ cái đà này khó lắm mấy em ơi! Nó phải nổ đôi mấy anh em à, nó phải nổ đôi. Ồ, nó phải nổ đôi mấy anh em ơi, nó phải nổ đôi.
cái hũ mà nó bị phong ấn là chỗ nào đâu cái hũ mà nó bị phong ấn là nó nằm ở đâu, xưởng rèn nó nằm ở đâu, cái hũ mà nó bị phong ấn nó nằm ở đâu, quần đảo à, nó nằm ở đâu đây à, đây à. Phải xoáy nước biển bằng gai, biển bằng gai à, rồi chỗ nào nữa, vua xoáy nước mới tới chỗ đó, xoáy nước nó nằm ở đâu á, quan trọng là xoáy nước nó nằm ở đâu á, cái xoáy nước nó nằm ở đâu, ở quần đảo hả, quần đảo nè à, vô cái xoáy nước đúng không, ở xoáy nước nó nằm ở đâu, xoáy nước nó nằm ở đây à, nằm ở đâu, đâu biển mận gai, tôi đâu dùng giả lập đâu mọi người, tôi chơi thẳng trên PC luôn mà, đâu dùng giả lập đâu, tôi đâu dùng giả lập đâu mọi người. Bên trái đâu có chỗ xoáy nước nó nằm ở đâu đây, đâu nó xoáy nước nó nằm ở đâu, đâu mấy anh em đâu có thấy đâu. Thôi tôi nghĩ là quay thì quay đại mấy anh em, mà nó ra là nó ra thôi, mình đứng ngoài biển là được rồi mọi người, thôi mình quay nó ra là nó ra mọi người. I'm the strongest captain ever. Nó ra là nó ra mọi người, tầm này chỉ double hay không thôi, tầm này chỉ chờ mong nó double thôi mọi người, còn đủ lên thần thôi được rồi. Trời lại 3.000 kim cương. Trời ơi lại 3.000 kim cương, độ thiệt chứ. Trời ơi má nổ kim cương liên tục luôn mấy ông, ba phát kim cương rồi. Má quay xong con này chắc đủ kim cương, quay xong con này chắc đủ kim cương quay con Son Gia luôn á. Đâu bên trái đâu? À đây hả, đây hả, đây hả, thì nổ sớm mà, câu chuyện của nổ sớm nhưng mà quan trọng là nổ đứt bù thì may ra mới nhanh, nổ đứt bù mới nhanh được. Rồi đây ở đây đúng không, rồi đây là khu nó bị phong ấn đúng không. Trời ơi đó, tới đây luôn, để tới đây quay luôn đấy. Đi theo nhu cầu của mấy anh em đó. Ôi má ơi nó xa. Nó trong cái chai đấy hả? Rồi. Tiếp, không cứ đà nổ kim cương gì là được cũng được mấy anh em ơi. Cứ đà kim cương gì là được. Đó đó hả? Không sao. Uầy. À, nổ đôi được một lần coi. Ở đây rồi, skip được một stack rồi. Trời ơi, skip được rồi. Uầy, skip được rồi mấy anh em ơi, skip được một stack rồi. Ngon lành rồi, đỡ rồi, vô firm rồi đó, skip được rồi, vô firm rồi đó. Cứ skip được là vô phơm rồi đó, một skip rồi đó. Cứ skip được là vô phơm rồi đó. Đường vô chỗ phong thủy khác à. Cứ skip chừng 10 vé là đỡ rồi mấy anh em. Sao skip trong phát rồi không, skip tiếp luôn đi. Ok. Skip rồi không, skip tiếp luôn đi. Thì kiếm được có một cái sao ăn bảo hiểm vậy. Trời ơi. Nó nổ đôi không? Bây giờ phải nổ đôi mới cứu vớt được tình hình. Bây giờ mới nổ đôi mới cứu vớt được tình hình mấy anh em à. Bây giờ phải nổ đôi mấy anh em à, phải nổ đôi mới cứu vớt được tình hình lận. Ồ không nổ đôi luôn mà.
ta, đủ lên S cộng không biết nữa. Ôi rồi, skip phát 2 rồi, ôi lần này skip 20 mấy em ơi. Ôi, skip 20 mấy em ơi. Bé rồi, rồi, đây rồi. Nó đuổi tôi không? Ôi, skip 20 mấy em ơi. Để skip 10 này, skip 20 lần. Rồi, má cứ skip là được à. Skip phát 2 rồi. Skip phát 2 mấy em ơi. Ngoài Để coi. Nói chung là từ đây tới khúc cuối rồi, skip được cũng cỡ tầm 5 phát là ngon mấy anh em ơi. Skip càng nhiều càng tốt. Rồi rồi. Nổ đôi không? Nổ đôi hột 9999 kim cương cũng được. Nổ đôi hột 9999 kim cương. À toàn ra đầu luôn mấy anh em ơi. Một con tôi trời ơi quá ơi quá linh trời ơi đây rồi ôi quá đây rồi đây mới là thứ cần đây rồi với em ơi quá đây rồi với em ơi. Trời ơi, nó phải gì? Nó phải như vậy? Trời ơi, vô phố. Ui, nó kia. Trời ơi, sao kiếm phép bà. Trời ơi, đúng quá nữa kìa. Trời ơi. Ui, ba skip đôi luôn á. Trời ơi, ba skip cộng một phép 999. Trời ơi. Trời ơi nó đỉnh quá mấy em ơi. Trời ơi quá game hay combat đã tay. Trời ơi vô phơm rồi. Trời ơi vô rồi bắt đầu vô rồi đó. chưa mấy em ơi, chưa, mới 3 phát thôi, ít nhất phải 5 phát thì mới vô được, 5 phát mới lời được đôi không? Đôi một kim cương tiếp không? Có đôi không? Bây giờ tôi cần đôi tôi mới gỡ lại được những cái đau thương cuộc sống của tôi lận. Rồi chưa đôi mấy anh em ơi, không đôi. Sao lại người nhà mấy anh em quay về mấy anh em kêu người nhà là sao nữa? Tầm này là đôi phải đôi mới cứu vãn được tình hình mấy anh em ơi. Tầm này phải nổ đôi nó mới lật được. Bao nhiêu con rồi? À, ok nó về lại phơm nè. Bao nhiêu con rồi? Nó có bao nhiêu con rồi nha. Em có thấy bao nhiêu con rồi? Đúng rồi. Quay nhiều lúc để ý luôn á. Bao nhiêu con rồi? À, 10 con rồi là thiếu 4 con nữa đúng không? Rồi cứ nâng lên cho chắc đi. 11 con rồi, 3 con nữa hả? 3 con nữa đúng không? Rồi cứ nâng lên cho chắc đi, quay mấy con lộn với ông đồ quay mấy con lộn nữa thôi, cứ nâng lên cho chắc đi. Tôi chưa nâng thằng mát lần nào cho nên là tôi nâng mấy anh em ơi, tôi chưa nâng thằng mát lần nào cho nên là đây là lần đầu tiên tôi quay tôi nâng cho chắc. Không, hình như là chủ ạc đổi được một con trong bang nữa hay sao á. Để đổi trong bang cho tiết kiệm mấy anh em ơi. Hình như là chủ ạc còn đổi được một con trong bang hay sao á. Để tôi vô trong bang tôi mua một con cho rẻ mấy anh em ơi. Chủ ạc hình như là đổi được một con trong bang á. Được, chủ ạc đổi được một con trong bang mấy anh em ơi. Đây, đổi được một con anh em trong bang nữa. Đổi được một con trong bang nữa, rồi ok. Ở đây là mình còn thiếu hai con nữa thôi. Rồi hai con nữa thì thôi được rồi, ok, vừa kích luôn rồi. Hoài mẹ quay kim cương cho quá trời luôn mấy anh em ơi.
Rồi, hai con nữa thì thôi chăm dí dư sức. Bây giờ chỉ nổ skip thử coi thử được phép 4 phép 5 hay không thôi gì. Ui! Mẹ, tao nói bây giờ mấy đứa biết không bao giờ tụi nó dám nói với tao là anh Thanh vô bảo hiểm nữa. Bây giờ có bảo hiểm thì cũng là bảo hiểm chiếc gương. Trời ơi, ít một luôn. Rồi mẹ, có bảo hiểm thì cũng là bảo hiểm kim cương. Rồi nè anh làm gì? Ôi trời ơi, lại sự kiếp. Trời mẹ, đề ba. Đó gọi là đề ba mấy đi ơi. Đó gọi là đề ba. Người ta gọi là đề ba mấy đi ơi. Người ta gọi là đề ba mấy đi. Quay cái đâu rồi đó. 4 sự kiếp mấy đi ơi. 4 sự kiếp, 1 sự tách kim cương luôn. Trời ơi, một con nữa. Thôi má lọc đỉnh, mày lọc này nó hơi đỉnh mấy em ơi. Ra luôn không ạ? Ra còn mấy giấy nữa thôi, giấy này mà giấy này skip em được 10 giấy không? Không được thì thôi, được bảo hiểm thôi. Ui, mẹ tao nói kim cương là như mưa. Rồi con này bảo hiểm mà phải cứu bảo hiểm mấy em. Cái chỗ này là xin phép chủ quạt nha. Cái chỗ này bây giờ quay hai con nó nổ thì kỳ lắm. Thôi bây giờ cái chỗ này bây giờ xin này xin phép chủ quạt thôi. Cái này là quay x10 luôn để ai đâu biết được nó nổ dư một con ra. Bây giờ đã hai như gì rồi. Má đã hai như gì rồi mà quay hai biết hai thì nó hiền lắm mấy ông à, tuyệt sự luôn á. Thôi mình may hơn rồi thì chắc cũng quay rồi là đổi trên phía chú bạc mình vô mình rồi mình dắp thêm ít mười luôn mấy em mà. Ok mình cứ tham vọng đi được có tốn tám cái hồn nữa thôi, ít mười đi mấy em, cứ 10 đi cho nó ấy mấy em, ai đâu biết được mấy em. Không ra đô nhưng mà ít ra hên xui nó có thể ra kim cương mấy em mà. Rồi không có kim cương rồi, có kim cương không? Rồi không có mấy em ơi, đồ rồi xong rồi đó, đủ rồi đó mấy em. Hồi nãy là 434 lần roll là mình roll cũng hơn gần 400 á mấy anh em, mà cũng gần 400 á. Nếu như nãy mà không đổi trong bang nữa là 400 luôn mấy anh em. Tổng là 4 skip lời 160 vé và 28.998 kim cương, lời nhiều thì ra kim cương nhiều mà, kim cương với lại 4 lần skip mà. 4 lần skip nên đỡ mấy anh em ơi, mày không có 4 lần skip đó là chắc ỉ quần luôn. Thôi cái kim cương bù lại đỡ rồi mấy anh em ơi, không sao. Mọi đau đớn buồn phiền ngày qua đi. Và giờ đây con tim si phai phôi. Má mày là nổ mấy phát 99 á, mày nổ mấy phát 99 cũng xỉu rồi á. Con này buồn như là nó có bán luôn hay sao? Ờ chủ quạt. Chủ quạt không đủ mua bù luôn. Không đủ để mua bù luôn mấy anh em. Cái này tôi nhắc từ từ mới không mà như chủ quạt nhắn tôi là cộng 15 hay sao á, để tôi coi lại tin nhắn cái. Tôi coi lại tin nhắn cái hình như là cộng lên 15 á, như là cộng lên 15 á mấy anh em mà, để bất công tôi nhấp nhầm á, tôi bị lố tay tôi nhấp nhầm nữa ỉa quần luôn á. À tôi chết rồi, chết bùa rồi, đây để cho mọi người xem bùa. Bùa nó cũng cơ bản mọi người, 2 3 14 15. À bùa kích luôn mà, đâu hơn đâu. À ok. Cấp 4 luôn. Bùa của nó coi rồi ai chế bùa BVB phan cái bùa nào, nó có hai bùa luôn nha chủ quạt ơi. Ê bây giờ nha, bây giờ nó có hai bộ bùa nha, cái bộ bùa từ từ nha, bây giờ chủ quạt đang coi nè, nói cái này chưa biết nha, tại vì con này á là nó tấn công rất nhiều. Từ từ để tôi nói chỗ này ạ. Cái bộ bùa của con này á nó thiên hướng về thủ nghe, nó chỉ có một bùa công duy nhất thôi. Con này nó chỉ có một bùa công, hai bùa công duy nhất là cái bùa pháp sư là lực tối thượng với lại sức mạnh kỹ năng, một cái là chí mạng và sát thương chí mạng. Nó giống như con Lena vậy. Thì con thằng này nó hai thiên hướng nha, một là mấy anh em build đấu sĩ,
tại vì con này máu nó rất là mỏng nha, con này nó không có đếp phép hay đếp quần quỳ hết á, là hai cái bộ bù, ba cái bộ bù đầu của nó là bộ này là HP ATK, bộ này là đếp phép và đếp vật lý, bộ này là kháng sát thương chí mạng và đếp vật lý, còn cái bộ này là tăng sát thương tối thượng và sức mạnh kỹ năng, và cái bộ này là chí mạng. Thì cái bộ pháp sư này chắc không ai dùng rồi, thì bây giờ một là lấy cái bộ sát thương chí mạng và tăng sát thương chí mạng thôi, tại vì ở cái phần con này khi mà nó có tăng chí mạng nha, con này nó có tăng chí mạng, nhưng ở cái phần này nè, skill của nó có tăng chí mạng, đây skill này của nó có tăng chí mạng nha, đây đây này, cái skill này của nó sẽ tăng chí mạng, cái chỉ số hút máu chí mạng nè, đây cấp tốc nè, và trong vòng 2 chỉ số chí mạng và 50% chỉ số cấp tốc nè. Thì bây giờ là nên đổi cái nào, cái này là chủ đạt quyết định nha, tại vì con này nó build được hai thiên hướng nha, con này nó build được hai thiên hướng lận, một là lối chơi đấu sĩ nha, một là cái bộ bùa đấu sĩ, hai là bộ bùa công kích. Cái này chủ đạt phải suy nghĩ cho kỹ nha, tại vì cái điểm này giờ đầu kiếm khó lắm ha. Nha, tại vì con này nó nhiều cách chơi lắm, con này nó rất nhiều cách chơi. Không, bây giờ BVB nhưng mà chọn cái nào? Bây giờ nếu như BVB là chọn bộ HP ATK là bộ đề xuất, hay là chọn cái bộ là chí mạng sát thương chí mạng. Đấy. Tại vì con này nó rất mỏng nha. Con này đi, con này nó quật rất nhanh, con này phải dồn đam nha, con này bắt buộc phải dồn đam. Thì bây giờ có hai bộ bùa đề xuất. Một là đấu sĩ là HP ATK, hai là full đam luôn. Tại vì con này nó tập trung vô chiếm thượng mà, nó chiếm thượng là nó dùng đam không à, thì mấy bộ này không ơ cha chết mẹ tôi lỡ lộn một cái rồi. Ôi má ống vô chế luôn rồi, má báo rồi, rồi má tôi tới giờ tôi báo nữa rồi đó. Ôi má tới giờ tôi báo nữa rồi đó, đủ không ta, 60 gần 180 chết mẹ tới giờ tôi báo nữa rồi đó. Má tao giờ tôi báo nữa rồi đó, má biết gì tao đéo bắn nữa rồi, má tại mấy đĩ kinh chát á. Thôi má giờ thôi, cái này để chế bộ này thôi, cái này để chú em suy nghĩ nha, full dam đúng không, full dam mày chế bộ chí mạng nha, full dam mày chế bộ chí mạng nha, sorry chú em, nhưng mình lỡ nhấp lỡ báo một cái mọi người ơi. Full dam mày chế bộ chí mạng nha, giờ chế bộ chí mạng hay chế bộ này, một trong hai thôi. À bây giờ là chí mạng hay là chí mạng hay là cái nào? Chủ gạt chọn đi, chí mạng hay là tấn công? Cái gì? Được mà anh chế hai bùa rồi bấm khảm là thành ba, chí mạng đúng không? Rồi chứ chủ gạt chọn chí mạng. Rồi. Chủ gạt chọn chí mạng nha mấy anh em. Khảm là sao, bấm vô sao là bấm khảm sao là rồi khảm sao, bấm khảm là thành ba, khảm là sao, bấm khảm là sao, khảm là sao, khảm là sao em, có hai bùa cùng loại một bùa không cùng là sao, rồi bấm khảm là sao. Ở chỗ này chủ đặt chưa mua bùa, còn cái con chỗ này chưa mua mà mọi người 48 này còn chưa mua nè. Con này nó đã có hút máu rồi mà mọi người, con này nó đã có hút máu rồi. Con này nó có thiếu hút máu đâu. Đi Dula đây, để đi Dula đây. Ờ Dula đi luôn rồi. À đây đây. À Dula đây đi không được rồi. Dula đây phải có con máy khò mới đi mà. Ờ Dula được này là phải có con máy khò đi mới nổi. Ui mày hồi sáng tôi đi con này vô con này nó quật cho ỉ luôn mọi người. Đây đi cái này để coi thử đây, đi bằng con này luôn nè, đây. Đi bằng nó luôn nè mọi người. Đây đi bằng con Hra luôn nè. Đây đi bằng con Hra luôn nè mọi người. Tao mới vô nó đi mẹ luôn rồi. Ờ sáng đi cái này cũng cực lắm mọi người à, đi cái này cũng căng à, không có dễ đâu nha. Ờ hai rắc chứ nhầm, con này đi cũng bằng lắm á, con này đi cũng bằng lắm á mấy anh em, mà không có dễ đâu, siêu mới đi khó lắm mấy anh em à, siêu mới đi con này cũng bằng ác á, không có dễ đâu mấy anh em, này còn lượt càng quyết không ta, không còn lượt luôn mấy anh em à, này chắc mai làm bùi chí mạng vô đi thôi. Này đi căng à, siêu mới không có đủ cấp cộng hưởng, này một phần nữa là không đủ cấp cộng hưởng với lại đi khó à. Con này mỏng mấy em, trời mỏng gì, đi cái này nó khó mấy em, đi cái ai đi cái Dula này nó mạnh lắm. Mẹ hồi sáng tôi đi cái kia tôi đi không được á mấy ông nhớ cái video tôi đi cái Dula không? Hồi sáng tôi đi cái kia tôi đi không được á mấy anh em, này nè, đó mỏng mấy em, nó mỏng nhưng mà nó chiếm mạnh. Nên mấy ông nó như con ai chóc lên sức lực á. Đi được mấy anh em, hồi sáng tôi đi tầng này tôi đi giặt khi tôi full, tôi đi hình như tới 36 rồi ngưng rồi, 36 37 giờ là đi hết nổi rồi. 36 hay 37 gì á. Hồi sáng tôi đi là 36 hay là 37 gì là muốn tắt thở rồi. Đấy.
không có nâng ạc à, này nâng cờ đây. Nhưng mà cờ bên đây đâu có chiếm săn được đâu mấy anh em, cờ đâu có chiếm săn được đâu, cờ có một mình con này nó lao lên là đâu có chiếm săn được. Ờ con sầm anh kia nó ra rồi kia nó bút mình luôn mấy không, cờ con này nó không có chiếm săn được nha, khó à, đi cái này khó lắm á. Cái này hồi sáng tôi đi ạc kia full tướng luôn mà tôi đi còn tới tầng 37-38 đi cũng được mấy anh em. Tôi cũng vô tôi test con này luôn, cuối cùng là tôi phải đi bằng talent nè. Nhưng mà con này nó gì con sói ngon lắm mấy anh em, mà con này nó chiếm sói ngon lắm đây đó. Nhưng mà con này nó ngon, nó gì nè, nó cứ gì thôi, một mình nó còn một mình nó thì coi như là y chang như Yasuo luôn mấy anh em đó, là người cây gì nó chặt chết hết nha, còn một thôi, nó chỉ cần nó chặt được chết một con thôi nó vô trạng thái điên cuồng á, nó chỉ cần nó vô trạng thái điên cuồng thôi là nó chiếm hết đấy. Con này mà chỉ cần nó vô được trạng thái điên cuồng thôi là nó chiếm hết mọi người ạ. Nó chỉ cần nó vô được trạng thái điên cuồng thôi còn lại là nó chiếm hết đấy, rồi là trạng thái chiến binh bất tận á, nó vô được cái trạng đó, nó vô được cái trạng thái này là xong rồi đó. Đây nè nó vô được cái trạng thái này là xong rồi nè đó, nó vô được cái trạng thái hóa trao, nó gọi là hóa trao đó, nó gọi là hóa trao đó đó, nó như vậy nè. Nhưng mà cái này là mở vũ khí độc quyền 4 sao mới đi được như vậy nha, cái này là mở vũ khí độc quyền 4 sao rồi là mới đi được như vậy nha. Hồi sáng không mở vũ khí được nó không hồi máu đâu nha, nó phải mở vũ khí độc quyền nó mới đi được như này, nhưng mấy anh em không mở là đi không nổi đâu nha mấy anh em. Nó mở cái này là mở vũ khí rồi mới đi được như vậy á, cái này không mở vũ khí là không đi được đâu. Hồi sáng không mở vũ khí thì đuối lắm. Này là sáng mới mở vũ khí rồi đó mấy anh em. Thì cái skill của nó là nuốt một con vô để tăng chỉ số cơ bản mà. Cái skill nó giống như con chung đồi á, chung đồ hoặc là mấy con mà nuốt skill vô, nuốt để tăng con Nunu cũng vậy, nuốt vô lấy chỉ số cơ bản nó biến to lên mà. Nó nuốt đồng minh vô để nó biến to lên mà mấy anh em. Đó, nó nuốt được vô một cái là nó nuốt một con vô một cái là nó bự lên để nó hóa trao lên, nó hóa điên lên vậy đó. À, nó cứ như vậy nè, à, nó hóa điên lên nó gì nè. Đó 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 nó vậy đó, đó nó vậy đó, đó đó nó vậy đó mấy anh em đó. Đó. Đó nó vậy đó mấy anh em, mà nó vậy á, nó vòng cái vòng của nó là như vậy á, đó. Chỉ cần nó hóa trao được cái là nó nuốt được một con, cái nó hóa trao là nó chiếm chết được một con là nó chiếm chết hết à. Không biết là đi được tầm 70 không nha, tại vì sáng tôi đi ạc của bạn gánh á thì tôi đi tới tầng 37-38 là ngưng rồi, đi không nổi nữa đó. Cái tầng này nè, tôi kẹt cái tầng này nè, hồi sáng là tôi kẹt cái tầng này nè, tại vì không có vũ khí độc quyền, không có vũ khí độc quyền mấy anh em ạ. Thôi đi được không, đi được lên thì đổi được mớ bùa nữa á, đổi nhậm bùa thủy báo ghê luôn á. Rồi chiếm được một con là xong rồi chiếm được một con là xong rồi. Nó chiếm chết được một con là xong rồi mấy ông à. Trời ơi mấy. Nó chiếm chết được một con là xong rồi mấy anh em à. Mày nó chiếm chết được một con là coi như đi được à. Ôi mày mở vũ khí độc quyền ra khác biệt quá mấy anh em ơi. Á à, con này mở vũ khí độc quyền được cái khác biệt ghê luôn mấy anh em à. Hồi sáng ngày kia là chưa lên thăng thiên, chưa lên S cộng với lại chưa mở vũ khí độc quyền. Ồ nó chiếm liên tục luôn hả, con này nó chiếm chết được một con là nó vô trạng thái đó, nó biến bự rồi đó, đó đó nó bự vậy nè. Đó mấy ông nhìn nó nè, trời ơi mấy ông nhìn nó nè. Má nó to vãi cứt luôn mấy ông à. Được, nó cắn được con đam luôn. Ủa video tôi đăng rồi mẹ. Anh em nào hồi xem hồi chiều video tôi đăng chưa? Con đam ở ngoài cái bản đồ á, nó nhảy ra nó cắn con đam luôn. Trời ơi mấy ông đừng có tưởng con đam nó không chỉ định nha. Tôi đăng cái video sót lên rồi mẹ. Hồi chiều đăng một cái đoạn video tôi đi BK. Cái đoạn video mới chiều này nè, con đam để ngồi nó bay ra nuốt con đam luôn. May là con nhân vật chính á, may là cái con nam chính của mình nó đứng ở ngoài sân á đây nè, may là cái con nhân vật chính của mình á là nó là nó được miễn nhiễm thôi, chứ không thôi nó nuốt mẹ con nhân vật chính luôn rồi. Tôi thiệt với mấy ông á, mẹ con nhân vật chính là nuốt được là nuốt luôn rồi đó. May là con nhân vật chính của mình là được phù hộ với các vị thần, nó không nuốt thôi, nó nuốt được luôn nha. Con đam nó nuốt luôn nha mọi người, con đam nó nuốt chết đam luôn nha, được luôn nha, nuốt chết đam được luôn nha. Ồ nó hút máu kìa, trời nó hút máu kìa. Trời ơi. Này phải spam rồi, để coi. Để coi chút nữa vô thử, tôi nghe nói con này đang đam 80 tỷ đam mẹ, đang là đam boss số 1 server mấy anh em à. Để tôi coi thử chút nữa có thiệt sự là lời đồn đó có là sự thật hay không. Tôi nghe nói con này đang đam 80 tỷ đam mấy anh em, chút nữa về coi mấy anh em, con này đang nhiều ẩn số lắm. Rồi chết một con rồi đó, nó chiếm chết được một con là chùm nha. Con này chỉ cần chiếm chết được một con thôi.
bây giờ Louis hay người cây gì vô đây là chúng sinh bình đẳng hết mấy anh em, mà sói gì là bị chúng sinh bình đẳng hết. Sói gì là chúng sinh bình đẳng hết mấy anh em, mà hồi sáng tôi đi không được mấy anh em, hồi sáng tôi đi không được, sáng đi chưa mỗi khí độc quyền đi nổi. Trời ơi, má ông này ông nào vậy, má Wu Công này là ông nào nhìn ghê vậy, má đặt cái tên sao mà xịn quá vậy, má Wu Công vũ khí độc quyền mát luôn, năm sao luôn kìa, kinh vậy. Trời ơi, nó khỏe khiếp mấy anh em. Anh trai ơi, anh quýnh con Smanky kìa anh ơi, anh quýnh con Smanky kìa, anh quýnh lộn con rồi. Thôi kệ mẹ nó, chiếm hết Smanky, Smanky chó gì, bố mày chiếm hết, bố mày chiếm hết, bố mày chống hồi máu mà. Cảm ơn bố nhiều, cảm ơn mẹ nhiều, cảm ơn mẹ nhiều. Trời ơi, hồ nó chiếm kìa, trời ơi, bốn mư luôn. Cảm ơn bố nhiều, cảm ơn bố nhiều. Rồi, mẹ full thằng 40 luôn, mẹ tưởng đi không được mấy anh em ơi. Rồi, bây giờ chủ ạc chọn con gì đây để mở luôn chủ ạc ơi. Chủ ạc chọn con gì đây chủ ạc ơi. Chủ ạc ơi, chọn con gì luôn để chọn luôn nè. Mở luôn để lấy điểm. Chọn con gì chủ ạc ơi. Có đang xem luôn không? Chọn con gì đây. Đây, để chụp hình gửi qua, chọn con gì đây. Đây nè, có điểm mở, có điểm đổi, không biết đổi đủ hay không. À quên hết lượt rồi mẹ, đổ con bè quầy quên. Hết lượt rồi. Quên hết lượt rồi. quên hết lượt rồi. Quên hết lượt rồi. Rồi, ok. Đà 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 đà. Má tôi báo ghê luôn á, tự nhiên tôi báo cái cục này ghê luôn á mấy anh em. Rèn sao? Rèn bùa đâu được đâu, cái này chỉ có đi mua bùa, bây giờ đi mua bùa chip bi xong rồi rã ra thôi chứ. Giờ tranh thủ đi mua bùa chip bi, mua mấy cái bùa chip bi, mua mấy cái bùa cù cù này rã ra coi thử được hay không chứ. Rèn biết rèn đủ hay không, không đủ. Xong từ à đây 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 đủ rồi nè, đây đây đủ luôn rồi nè, đây đây đủ rồi nè, đủ rồi nè, đủ rồi nè, mấy anh em đây đủ rồi nè. Ờ đủ rồi. Mẹ chiến binh tận thế nha, chóc full sức lực. Trời ơi. Mấy chiến binh tận thế. Rồi khảm lại làm sao? Khảm lại là khảm làm sao? Rồi khảm lại là khảm làm sao đâu? Khảm sao? Đâu đâu Phú Lê chỉ anh khảm là khảm làm sao đâu? Khảm là khảm làm sao? Đâu mấy em kêu đủ ba bù rồi khảm làm sao? Ý là cái cục này khảm thành cái cục khác được à? Không không không, đủ biện phú ổ phú kêu khảm lại là sao? Cái cục này biến thành cục khác được à? Rồi đây rồi. Rồi bây giờ mấy bạn kêu là đi boss tuổi mộng rồi, con này xếp như nào? Đây, các bạn cho tôi một cái đội hình ổ mặt này, hình như chủ ạc không có thay lình hay sao á. Rồi. Xin chia buồn với mọi người là chủ ạc không có thay lình. Chủ ạc không có thay lình mọi người à, chủ ạc không có thay lình. Chủ ạc không có thay lình rồi, mọi người hãy từ bỏ ý định đó đi mọi người. Thôi đi bắt gà mọi người à, không có tay lình thì chúng ta đi vặt lông gà. Tay lình một copy được rồi hả? Có một copy không? Sợ không có một copy luôn á. Có tay lình vàng à. À đây có rồi, giờ xếp sao? Đâu 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 xếp sao mọi người? Xếp sao? Đâu xếp sao mọi người? Chỉ tôi với. Rồi bây giờ xếp sao? Bây giờ xếp sao? Đâu bây giờ xếp sao mọi người? Cho tôi xếp sao? Các bạn nào xếp sao hãy cho tôi. Đâu xếp sao? Một con thay lình, rồi một con thay lình, rồi một con cá, rồi giờ cái gì nữa. Cho tôi xin cái hình, cho tôi xin cái này, cho cái hình, cho xin cái ID mấy anh em ơi, có ID không? Cho tôi xin cái ID luôn, tôi copy ID vô nhanh. Nicola, Smanky, rồi gì nữa. Rồi con Barso, cái gì à. Từ nha, con Nicola đứng đầu. Con Mikula đứng đầu, tiếp theo là con Smanky. Tiếp theo nữa là con hai con thần đứng xen kẽ nhau. Con thật để đâu vậy? Hai con thần đứng xen kẽ nhau, con bóng lên trên đúng không? Rồi từ. Con ủa cầm di vật gì vậy Đức? Cầm di vật gì vậy? Đức ơi, cầm di vật gì vậy? Cầm di vật gì? Con phượng để áp cuối, con phượng để gần cuối, con phượng để đây. Cầm công hướng à, cầm công hướng hay cầm cờ? Công hướng hay cầm cờ? Cầm công hướng hay cầm cờ? Đức ơi, cộng hướng đúng không? Cộng hướng à. Rồi ok, cộng hướng đúng không? Rồi ok.
Rồi y chang đúng như vị trí luôn nha, đó đúng như vị trí con bóng đây, con thiệt đây. Rồi ok, Mikulay cũng đầu rồi, quýnh thôi. Rồi ok, ủa sao người thì kêu cầm ma đạn, người thì kêu cầm cộng hưởng, quýnh phát mén. Nó cầm cộng hưởng đâm trước đi, làm phát cộng hưởng đi. Tôi nghe nói con này đâm tới 9, con nghe nói con này đâm tới 80 tỷ luôn mọi người, sao con thay lình vô nó chết luôn rồi. Ôi ạc này, à ạc này, ạc này như không nổi mọi người à, vô cái nó chết luôn rồi mọi người à, vô cái nó chết luôn rồi. Con Mikula yếu quá, vô cái nó chết luôn rồi mọi người à. Được không? Được không? Ờ chưa vô tặng mọi người, chưa vô, chưa vô, còn bên đây còn địa ngục mọi người à, bên đây còn địa ngục chứ để về server cũ tiếp mọi người. Server này chưa đủ ngày đi mọi người. Ui. Ui. Ủa tôi có nhìn lộn không vậy? Ủa bao nhiêu con số vậy? Ủa? À cái này chưa vô siêu cấp mà. Trời máy hiện chi đam tới 120 mấy. Mẹ cái này chưa vô siêu cấp thì gì đủ tôi đam vô nhìn bị 124 tỷ. Chưa vô hẹn mọi người hết hồn, chưa vô hết bị nhìn hết hồn mọi người à. Ờ để vô bên kia vô hẹn tiếp rồi. Ok, đi 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 tôi nắc mấy con gà thấy mấy anh em. Ôi má tôi đi tôi nắc mấy con gà cái hả? Còn trận đấu trường không tôi nắc mấy con gà cái hả? Không được mấy anh em, để tôi vô tôi nắc mấy con gà cái hả? Đây rồi. Đây rồi, bên này có bên đây có taxi à. Đây để vô tôi nắc mấy con gà cái mấy anh em từ. Rồi từ mấy anh em đây đây đây. Tôi đi vô tôi nắc mấy con gà cho. Ôi tầm này không sờ ca, không cần sờ ca đâu, đồ hình cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có taxi. Đây, chúng ta sẽ có taxi. Ờ chúng ta sẽ có chiến binh tận thế. Đây rồi, Lily May, con Eren. Đấy, rồi như đây thôi, đủ còn thiếu một con nữa đúng không? Thiếu một con nữa chân đam. Đam đâu rồi? Đâu rồi? Rồi ok. Đấy. Rồi đây cầm khai sáng luôn, ru ngủ là chừng mấy chặt rồi đi à. Chừng mấy chặt rồi chứ đi à. Đây. Rồi. Rồi, ru ngủ cái chiến binh tận thế lên. Đấy, bật chiến binh tận thế lên, chiến binh Narok lên. Bật chiến binh tận thế lên. Rồi, chặt nó đi. Hóa chào lên. Hóa chào lên, hóa chào lên. Hóa chào lên. Hóa chào lên, hóa chào lên, hóa chào lên. Con bướm đâu, con bướm đâu? Mày tỉnh dậy. Mày tỉnh dậy. Mày tỉnh dậy. Mày tỉnh dậy, mày tỉnh dậy. Ơi tiếp tiếp tiếp, để kiếm con sói đơm mới anh em ơi, mày kiếm con sói đơm mới được. Mày biết bao nhiêu ức ức trong đây rồi, có con sói đâu, mình phải kiếm con sói mình đơm mới được. Con sói đâu rồi, đâu chừng 4 rồi. Ờ chặt luôn mấy anh em ơi, chặt luôn mấy anh em ơi. Gặp team dồn nhanh gì, team thì sao dồn mấy anh em, dồn con này cũng quăng à. Đâu bây giờ mấy anh em kêu dồn nhanh, bây giờ quýnh map đặc biệt rồi, mấy anh em kêu dồn nhanh, bây giờ dồn sao mà dồn mấy anh em. Á đù. Cái vụ gì nữa đây? Á đù. Đù đù đù, được được được, game này ngon rồi đây, đu linh đây, đây quất luôn. Trời ơi tôi lại ngại quá cơ. Tôi lại ngại quá cơ, đu linh nè, đu linh nè, đu linh, đu linh đánh thường. Đánh thường sao băm đánh thường. Cá mập lên, chịu hồi cá mập, thủy quái biển sâu, chịu hồi cá mập. Ờ mày con kia nó tạt đâu quá vậy, chém đi. Anh trai ơi. Biến con cá mập lên. Hóa con cá mập đi. Trời ơi anh trai ơi, hút máu lại đi. Rồi tôi xong rồi, gặp đu linh đi rồi mấy anh em ơi. Mẹ con đĩ đu linh nó dâm quá mấy anh em ơi, má cái trò này chơi con này chịu rồi. Trời má con đĩ đu linh này ép quá. Không được rồi, không được rồi, con đĩ đu linh này không được rồi. Mẹ chơi mà câm lặng rồi kêu chưa chịu nổi rồi mấy ông à. Để con quýnh mấp tường mấy anh em, bán đĩ đu linh đó để tôi tự nhiên cố quýnh nó sau mấy anh em à. Đĩ đu linh khó quýnh lắm. Cầm hiệu win hả? Nhưng mà cầm hiệu win là đổi con nào, cầm hiệu win vô chỗ nào á, cầm hiệu win bỏ chỗ nào, bây giờ con bướm này bên đây, bướm này vô mình target con bướm chứ cầm hiệu win vô bút, cầm hiệu win vô bút sợ không kịp á, vẫn cầm bướm thôi. Bỏ bướm đi hả? Đây bỏ bướm ra luôn nè, đây bỏ bướm ra nè, bướm đi trước bên đây, bướm đi trước, để này bướm cái đi trước mấy anh em mà đi gì mình gãy rồi. Đây để coi thử nè, bỏ bướm ra coi thử quýnh như thế nào đây. Đây bỏ bướm ra coi thử quýnh như thế nào nha. Đây đây con thằng đây bỏ bướm ra nè. Đó 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 đó. Trời ơi. Bỏ bướm ra đó mấy anh em, đây, đây. Đây rồi. Đây, đây, chặt tiếp đi, điên ly, lên cơn điên đi anh. Tất cả là của anh.
tất cả là của anh. Rồi chặt đi. Rồi để tôi quýnh hai ba trận rồi mấy em, để chú bạn ta chơi nữa mấy em. Rồi chết rồi mấy em, Lily May bay cái chết luôn thôi game này. Rồi bỏ bướm ra cái Lily May nhảy cái chết luôn mấy em, mà không được rồi. Bỏ bướm ra Lily May nó nhảy cái chết luôn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Không được mấy em mà mẹ bỏ bướm ra Lily May nhảy cái chết luôn mấy em mà không ổn, không được. Vẫn phải là bướm thôi, con này bị sốc đam nhanh lắm. Thu rình quạt à, thu rình quạt phải Lily May à. Nó tưởng đâu Lily May bay cái chết luôn hả. À quýnh chặn đó thôi, còn lại để cho chủ quạt người ta vô người ta trải nghiệm mấy em. Ai map thường nè, map thường nè mấy em. Để coi map thường quýnh được coi. Để coi map thường à, map thường quýnh như thế nào mọi người. Map thường thì đang form này à. Để bỏ con Fly ra đi. Rồi ok. Rồi Sky đứng trên boot. Con thằng bơi vô giữa. Rồi đây con thằng bơi vô giữa đây, bơi vô. Rồi bị ngắt năng lượng luôn. Rồi bị ngắt năng lượng, đánh thường. Tôi thấy điều quá mấy niềm mà con này phải có hỗ trợ cho nó à, phải có hỗ trợ. Ôi, lên máu rồi, đây đây đây. Nó chiếm được rồi, nó chiếm được chưa? Bướm ru ngủ nè. Bướm ru ngủ nè, rồi. Con này hơi mỏng mấy niềm mà, con này phải có hỗ trợ hồi máu cho nó mấy niềm mà. Hỗ trợ hồi máu, hỗ trợ bút miễn cho nó à, mới được. Lily May vẫn là bố đúng rồi mấy niềm mà, Lily May vẫn là bố rồi mấy niềm. Con Lily May nó vẫn là bố thôi. Rồi, ok, có gì để chú gạt tiếp thêm mấy niềm ơi. Rồi, xong nha. Đấy, hôm nay quay bùng nổ con hát ra này quá. Có gì để chú gạt vô tiếp thêm. Hôm nay đi được 40, tầng 40, thấy là con này là phải ấy full luôn mọi người. Rồi, ok, tài năng hôm nay chưa quýnh được. Đấu trường tối cao hôm nay chưa quýnh được. Hôm nay đấu trường tối cao chưa quýnh được mấy niềm mà. Mai mới có 33, mai mới có 33 lượng. Rồi, ok. Ông ấy là phải có boost miễn nhiễm cho nó, miễn nhiễm để nó lên năng lượng đầu tiên á, con này phải ultimate được. BBB bạn bè à, miễn BBB bạn bè này nó tàu lao lắm anh em mà. BBB bạn bè này vô xếp ô thần nhạc này, xếp ô thần quýnh làm gì. Thằng này giờ vô tuần xếp cái ô thần không sao quýnh mấy anh em. Bạn bè chắc cũng không có ai để đồ hình lên cho quýnh nữa, bạn bè toàn là chippy không ở đây. Đây bạn bè toàn là chippy không à. Ở đường người mấy anh em, Tesla luôn, trời ơi, dập luôn Tesla luôn chịu rồi mấy anh em. Đây gặp luôn. Ủa sao ô bên đây sao mà ở ngoài nó khác mà sao vô đây nó khác quá vậy. Here I am. Đi BK thì trong đây con này để cái ô thần không thì quýnh gì mấy anh em. Con này đi trong đây nó để vô cái ô thần không thì sếp quýnh gì. Đây nè BK ô tài năng nè, vô nó quạt thì thôi chứ tầm này chịu sao nổi mấy anh em. Mấy gần nữa đó, đó như này thôi. Rồi. Để vô chat đúng không? Chat lên chat thế giới chưa? Đó, con này nó chiếm nè, đó. Đó đi vô thằng đó mấy anh em, đó đi vô thằng đó đứt đúng không? Rồi đâu vô kênh thế giới đúng không? Đây đây đây. Chat riêng hả? Chat riêng rồi đúng không? Có thấy không? Mà sao chat riêng được hay vậy? Đây đây đây. Rồi. Rồi ok. Yên bình câu quá lắm không. Trời ơi. Rồi ok. Này xếp gì xi nhê đâu. Xếp lên gì xếp bu vô luôn đi. À, bu lên thì con kia nó không có chỗ đi. Cái cầm bị nhiễm á. Mấy con thử cầm bị nhiễm á mấy nè. Here I am. Rồi. Bên này không bỏ Lily May à? Ờ ok, không bỏ Lily May ngon luôn. Không để Lily May thì quá ngon luôn mấy anh em ơi. Cái này cái tầm này mà không để Lily May là quá ngon luôn. Không để Lily May thì quá ngon luôn mấy anh em ơi. Thằng này có con Rainer không? Có con Rainer tele vô thêm luôn. Không có Rainer à. Ồ ạc này không đổ Rainer luôn à. Mày vãi gì? Không đổ Rainer luôn à. Ờ để lấy thêm boost vô cho nó thôi. Coco. Rồi, Coco, rồi thêm con chỗ này map này chưa con đam đi, chỗ này cũng đam ngon, đam còn đam một con Nicola cũng được, con nào cũng được nhưng mà có Coco rồi. Rồi ok, vô thôi. Để coi thử như thế nào mọi người, bên đây cầm cờ à. Mình cầm cái gì đây? Mình cầm cái cộng hưởng đi. Cầm cộng hưởng để boost cho nó đi, coi thử nó chiếm như thế nào mọi người. Không gặp Thorin thì chắc con này
không gặp Thorin thì chắc vô quýnh, không biết quýnh sao mọi người. Trời, bên kia thằng Tăng ổn, thằng Tăng nó dẫm có hai cái đi rồi mọi người, không kịp rồi. Con thằng Tăng vô, thằng Tăng nó dẫm có hai cái đi rồi, không được rồi mọi người, nó mỏng quá, để coi quýnh lại. Để coi thử đồ hình sao để cho nó ổn coi. Con thằng Tăng này nó mỏng quá. Con thằng Tăng này nó mỏng quá mọi người à. Từ để xếp sao, để xếp cho mà nó bò được ra quầy sâu coi. Mang huyết à. Coco. Cái này chưa nâng tài năng, ao đi, ao tài năng mà, đây là ao tài năng. Này giặc này siêu mới mọi người, mới bên đây AFK mới có 1.300 à, quá quýnh. Ao có ô tài năng nữa. Không có Rainer, giặc này không có, có Rainer tôi chơi Rainer mọi người, còn gì mà mấy mọi người nói. Có Rainer là tôi chơi Rainer rồi mọi người. Mang huyết cũng không đủ luôn mà. Rồi ok, quýnh đi. Rồi để bút mang huyết cho nó thử như thế nào. Không được á, quýnh mang huyết chắc bút được á, cầm mang huyết vô chặt được á. Được, mang huyết vô chặt được rồi, mang huyết vô chặt được là xong rồi, chặt được là xong rồi. Nếu như không gặp Lily May, con này chặt được là ok rồi. Con này nó chặt được là ok, vô phơ mà mọi người, nó chặt được là gần như nó bất tử luôn rồi. Con này nó chỉ cần nó ultimate được là coi như gần như nó bất tử mọi người. Con này nó ultimate được thôi. Tại vì cái lúc mà nó ultimate, nó đang trong trạng thái ultimate là con này nó miễn nhiễm. Đó, nó miễn nhiễm nè mọi người thấy không? Đó, nó miễn nhiễm nè thấy không? Nó chặt được, nó phải chặt được là xong rồi, một mình nó 5 mạng luôn. Rồi, mang huyết ngon mọi người ơi, con này đi dưới mang huyết mọi người. Con này đi dưới mang huyết ngon mọi người, nó chặt được là bất tử luôn nha nè. Nó chặt được cái là nó bất tử luôn nè, thấy không? 5 mạng của nó hết luôn, một mình nó ly 5 luôn mọi người. Đó, một mình nó ly cả 5 luôn mọi người. Đấy, mang huyết nha, con này đi dưới mang huyết ngon, con này đi dưới mang huyết ngon mọi người. Đi thằng hình như là chưa có combo nào kết hợp được rồi, 5 mạng luôn. Đấy mọi người thấy không? Một mình nó liên nguyên team luôn, 5 mạng luôn. Đó. Đây nè, mang huyết ngon mọi người, mang huyết ngon á. Tại vì mang huyết con này nó sẽ bắt tử được kịp. Nhưng mà điều kiện không gặp Lily May, nhưng gặp Lily May nó ngắt năng lượng, tại vì con này mọi người hiểu á, skill của nó á là nó phải chém được nha. Con này nó phải chém được, tại vì lúc mà nó ultimate được á, nó chém chừng 3, nó chém chừng 2 cá là chết một con rồi. Lúc mà nó chém á thì nó sẽ vô cái trạng thái mà miễn nhiễm nha, nó chém vô trạng thái không bị ảnh hưởng nè. Đó thì nó mới khỏe được. Rồi ok, xong nha mọi người. Đấy là test toàn bộ con Harak này trên đồ hình của một bạn ở server cũng mới mọi người. Đặt đây là server bao nhiêu đây? Đây là ở server 42. Trời ơi, server 42 mà quýnh như vậy đi mọi người, vẫn quýnh được nha. Rồi ok, đấy. Test trên con thần. Rồi ok. Hôm là con này chiến á, ai đầu tư con này là một trong sự mày, con này là mày xưng danh luôn, xưng danh mày cũng ai chóc lên full chất lực của Liên Minh Điện Thoại mấy anh em. Con này sinh ra, tôi sẽ làm một clip tổng hợp con này sinh ra để khắc chế con nào. Con này sinh ra đúng không là đi quái, bây giờ không cần lo mấy con hồi máu nữa. Con này sinh ra là con sói cút nè. Con sói bây giờ mấy con sói cút nè, sói cút là một nè. Limit cũng cút rồi. Nói chung là mấy con nào thiên hướng về hồi máu là đi hết. Chỉ có mấy con nào mà bây giờ là chuyển sang thiên hướng dồn đam mấy anh em. Bây giờ con thần này ra nó sẽ thiên hướng về dồn đam, không quýnh lâu dài nữa. Ví dụ như Thailand là thiên hướng quýnh lâu dài nè. Sói là quýnh lâu dài nè, rồi con tăng này quýnh lâu dài nè, con này là thiên hướng về quýnh chớp nhóm mọi người. Đấy, bộ bùa nó ngon lắm nè, bộ bùa này vô nó chặt. Tôi nghĩ là đi bùa này, đi mấy anh em mà bùa này chặt chừng 2 chặt là chết một con. Đấy. Rồi ok, con này chỉ dành cho Well chơi thôi mấy anh em. Ôi mẹ, cái chibi của nó cũng đẹp lắm mấy anh em. Cái chibi của nó cũng đẹp hết. Nói chung mà con này cái tất cả mọi thứ ngộ hình của nó đẹp hết. Mày con này nó ra ngay ngày game game độc giải game hay nhất 2024 luôn mà mày đỉnh vãi mấy anh em. Rồi. Ok, xong nha mọi người. Tôi là test xong hết cho mọi người xem rồi đó. Rồi. Mình dừng ở đây ha.